Hình như bà nghe có tiếng động lạ đâu đằng kia kìa Lu. Cậu có nghe thấy gì không? Shhh, bà nói nhỏ thôi, con đang rình nó nãy giờ nè. Hình như nó đang tiến tới gần kìa Lu ơi. Chắc không có vấn đề gì đâu ba. Bà nghĩ có. Con gấu bông mà ba. Gấu bông sao nó di chuyển được kìa Lu? Sao lạ vậy ta? Để con tới coi thử. Ê cái con bông kia. Dám kêu tao bằng con hả mày? Chứ tao thấy mày có trứng giấy nữa mà kêu bằng thằng. Lão hả? Có ngon lại đây với tao mày. Sát tên luôn rồi nè. Lần nữa đi. Lão với tao hả? Coi chừng tao ăn thịt mày đứa nghe cái con chó kia. Trời ơi, hồi nó biết mình là chó luôn kìa. Ê, tao là khuyển chứ không phải chó nha mày. Lại đây với tao. Lại liền, sao có gì vui không? Trời ơi, nó biết gầm nữa trời. Trời ơi, nó sắp ăn thịt tôi rồi. Sợ quá. Ỉa cái cho bớt sợ coi. Đi Lu, mày vừa phải Lu. Đang giỡn mà Lu. Lu, mẹ nó, Lu mất nết.